Ok, Hoàng Nam Vlog, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của tôi. Thì clip tôi hôm nay như nào? À, mấy hôm trước là tôi lên núi đi làm, thì tôi phát hiện ra được một ổ trứng. Thì lạ là màu của cái quả trứng nó màu đỏ anh em ạ. Hôm đấy tôi không bắt về tại vì không nhìn thấy con mẹ nó đẻ ra quả trứng đấy, nó là con gì? Tại vì quả trứng nó màu đỏ anh em. Tôi chưa nhìn thấy bao giờ nên là tôi tò mò đấy, thế là hôm nay tôi mới làm một clip để đi lên rình con mẹ nó đẻ ra cái quả trứng màu đỏ đấy, nó là con gì, nó là loài gì anh em nhá. Bây giờ anh em đi theo tôi xem là con mẹ đẻ ra cái quả trứng màu đỏ đấy là loài gì anh em nhá. Ok, bây giờ anh em đi theo tôi nhá. Chè là riêng rơi hết như đây rồi. Ôi rồi, ồ, bỏ ổ rồi à? Lá chè rơi rụng đấy đây. Năm quả này. Ôi, tiếc quá, nên đây làm video định hôm nay đây bắt con mẹ mà không thấy con mẹ đâu. Anh em xem vào xem trứng này là quả loài động vật nào nhá anh em nhá. Tôi không biết luôn, nó đẻ ra trứng đỏ này, không biết là loài động vật nào đẻ ra này, quả trứng màu đỏ này. Ui, con này cũng khôn, làm cái tổ ngay cái chỗ bụi tre này, âm u dã man luôn. Ở khu vực này nó âm u. Đây anh em, trứng này, con mẹ nó chắc là hôm qua tôi động vào chắc là nó ngửi thấy mùi người động báo, là nó bỏ ổ nó đi rồi. Bắt được ổ trứng này về mình sẽ ấp xem là nó nở ra được con gì anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ lấy về thôi, trời sắp tối rồi. Đây, một mình ở trên này ghê đấy, tiếng tiếng các con chim với các thứ nó kêu đây nghe cũng ghê. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy trứng này mang về thôi. Tiếc quá, tưởng lên đây gặp được con mẹ này. Đây, mang cả liềm đi này, đội cả mũ bảo hiểm đi để gặp con mẹ nó còn chiến này. Nhưng mà không gặp. Đây, tôi sẽ bỏ trứng vào túi và mang về. Ôi dồi ôi, không nhanh là kiến nó đang chơi này, kiến đang ăn này. Nó bỏ tổ luôn, nó ngửi cái mùi của mình là nó bỏ tổ luôn, khôn thật. Không biết loại chim gì, anh em nào biết loại loại chim đẻ ra quả trứng màu đỏ này là loại loại chim gì thì anh em comment dưới video nhé. Mình không biết được loại chim gì nó đẻ được cái quả trứng màu đỏ này, hay là cái loại con vật gì. Ok, đây rồi, đến 5 quả cho vào túi bóng ấy rồi. Bây giờ mình sẽ đi về thôi, trời sắp tối rồi. À, ok, tôi đã bỏ hết trứng vào trong túi ni lông rồi, bây giờ tôi sẽ về thôi. Đấy, tiếc quá không quay được con mẹ, không biết là loài động vật thì đẻ ra cái quả trứng nó màu đỏ này. À, anh em nào xem video này nếu mà biết con vật gì đẻ ra cái quả trứng màu đỏ này thì anh em hãy comment dưới video nhá. Thực ra là tôi nhà nông thôn tôi cũng không biết được đây là trứng của con gì vật nào. Ok, thì bây giờ đi về thôi, trời sắp tối rồi, trong này ghê quá, hoang vu này, rắn rết các thứ. Đấy, tôi đội cả mũ bảo hiểm đi này, mà cầm cái liềm đi để tưởng con mẹ nó to này để chiến. Nhưng mà không thấy con mẹ đâu. Thôi, ok, tôi về đây. Chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp anh em ở những clip tiếp theo nhá.